Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi thu hoạch mít nữa nha mấy bạn. Thì ngày hôm nay á, cái giá của thị trường khá là rẻ luôn. Thì nhà vườn của tụi mình á, lúc này thì giá cả mà của trái cây thì nó bấp bênh lắm nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình mời mấy bạn đi theo chân mình chở mít vào để cái mà cho cái anh kia anh cân của cái ngày hôm nay nha. Thì các bạn ơi, cũng nhân dịp cái video này thì mình cũng xin là tâm sự với các bạn thêm một tí nữa nha. Thì có bạn hỏi mình á là tại sao mà bạn đã sang và đăng ký cho mình mà hai ngày sau mình mới sang lại định đăng ký cho bạn là như thế nào. Thì mình cũng biết bao nhiêu thì mình xin chia sẻ bấy nhiêu nha. Mình cũng học được từ đàn anh đàn chị chứ mình cũng không gành nữa nha mấy bạn. Thì trong khi mà mình thấy bạn đã sang và đăng ký cho mình á, thì mình sẽ sang đăng ký lại á, thì cái lượt bạn đăng ký cho mình á, nó sẽ không còn. Và mình sang qua đăng ký lại cho bạn thì nó cũng sẽ mất đi, nó sẽ không có giữ nguyên nữa nha. Nếu như chúng ta muốn được cái tình bạn lâu dài thì mình sẽ chờ đến 2 ngày trong khi mình thấy là có người đăng ký mới, thì mình coi được 2 ngày hoặc là 3 ngày thì mình sẽ đăng ký lại á, thì cái lượt của bạn, cái lượt của mình nó vẫn còn nguyên gì tới cái tình bạn của chúng ta nó vẫn gắn kết với nhau lâu dài hơn. Và bây giờ thì mình cũng xin các bạn một tiếng nữa nha. Tại vì nếu như các bạn mà có sang vào cái kênh của mình mà đã đăng ký cho mình rồi thì mình cũng mong rằng các bạn nào đã đăng ký cho mình thì mình xin các bạn để ở dưới cái phần bình luận cho mình một cái chuông nha, để mình biết là bạn đã sang vào kênh của mình để đăng ký cho mình rồi. Thì trong khi đó mình chờ cái lượt bình luận đó, mình xem được 2 ngày thì mình sẽ sang qua đăng ký lại cho mấy bạn. Còn nếu như mà mình không thấy mấy bạn để cái chuông á thì mình không biết là mấy bạn đã đăng ký cho mình chưa. Thì mình thấy cái phần bình luận á, thì mình theo như lời mình hứa thì mình thấy cái lượt bình luận của các bạn để trong cái video của mình á thì mình sẽ sang vào đăng ký cho mấy bạn. Cho nên mình mong rằng các bạn nào đã đăng ký cho mình thì mình xin các bạn để một cái chuông nha, để mình biết, để cái tình bạn của chúng ta được giữ lâu dài hơn. Và mấy bạn biết không, trong khi mà chúng mình làm cái YouTube này, nếu như chúng ta mới được có vài trăm bạn đăng ký cho mình á, thì mình còn thấy được là cái phần bình luận, mình còn thấy được là để người đăng ký mới nha mấy bạn. Còn nếu như chúng ta đã được 1.000 mấy lượt đăng ký rồi á, thì mình không còn thấy được cái từ người đăng ký mới nữa nha. Cho nên trong khi đó mình muốn kết bạn lâu dài với các bạn á, thì nó cũng sẽ hơi khó một tí. Cho nên mình xin các bạn để cho mình một cái chuông để mình biết nha. Và bây giờ mình cũng mong cô chú anh chị em khi xem được cái video của mình và những lời tâm sự của mình, nếu như mình có nói gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm cho bỏ qua cho mình nha. Thì các bạn ơi, những cái điều mà mình tâm sự thì mình biết từ những đàn anh đàn chị đây từng đi trước thì chia sẻ cho mình. Thì hồi lúc đó thì cái ông YouTube ổng chưa có đổi nha. Bây giờ mình cũng nghe được vài anh chị nói là cái ông YouTube ổng có ổng đổi vài cái quy định gì đó, nhưng mà mình chưa có biết rõ, cho nên mình cũng chưa tâm sự đi với mấy bạn nữa. Để lúc nào đó mình biết rõ rồi mình cũng sẽ tâm sự với các bạn về cái phần đó nha. Còn bây giờ thì nếu như mình có nói gì sơ sót thì mình cũng mong cô chú anh chị em thông cảm cho bỏ qua cho mình. Thì các bạn ơi, hôm nay thì mình cũng xin cái chia sẻ là cái phần đi vườn và thu hoạch mít của cái ngày hôm nay nha. Và mình cũng xin chúc cô chú anh chị em khi xem được cái video của mình vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và mình mong rằng cô chú anh chị em khi xem video của mình thì xin cho mình một like, một chia sẻ và lượt đăng ký nha, để ủng hộ mình. Thì đó cũng là cái niềm động lực để cho mình làm thêm những cái video mới, làm thêm những cái món ăn mới. Và mình cũng xin cảm ơn cô chú anh chị em đã đồng hành cùng mình trong suốt cái thời gian qua. Và đến bây giờ thì mình cũng được cái cục mốc hơi an toàn một tí, thì mình cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em mình nha. Thì hôm nay mình hái được có một xuồng nghe mấy bạn. Hôm nay mình hái được có một xuồng à. Mà giá cả thì hôm nay rất là rẻ nha. Nhưng mà mình chưa hỏi là bao nhiêu. Mình nghe nói là chỉ có ít ngàn thôi.
Rồi bây giờ vô tới nhà rồi mấy bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.